chỗ ăn ở không? Dạ dạ nào rồi nào rồi. Mình cũng chào được không? Giới thiệu hôm nay tại vì quán nó gọi gì đây? Sẽ là lên hình chào cái nhắc mọi người ra tâm. Số nó chết. Giờ tao lên chào. Chú Nam hả? Được. Đúng rồi, rồi sáng mai sáng. Vâng, vâng. Cho xuống dưới một chút cho con người được sẵn cho anh Phong. Không. Em bơi vô luôn. Anh ơi, để mà cái này em bơi vô luôn được không? À. Làm lại cái mặt chứ đúng đắt coi không sai cái khung hình. Chừa cho cái miệng. Càng chết. Chết là sao? Tinh ngần. Thôi. Dạ. Em tuổi của em gọi là đẹp đấy, đinh mão. Trai đi.
mà lấy chồng muộn là không bị hai lần đâu. Em có đem đồ xuống xuồng luôn không? Quen hả? Sapa nó ấy lắm. Quen hay sao? Ừ. Trời ơi, đây ông nói nhỏ mà mình nghe lớn. Rồi, gì nữa không? Chờ, nghĩ sao tôi bảo áo trái đi từ ngoài tôi vô đây. Có 10 chương trình, cái tới chương trình thứ 10 là em học thêm tiếng Campuchia nữa. Con đường này dài khoảng 700m và hai bên có rất nhiều loại cây hoặc bảy cạnh. Trên con đường này thì có rất nhiều loại cây với cả quái này. Của khách. À, có một tập hả? Tại vì là bọn em tao về máy bay của quân đội rất là khổ, nhưng mà giả vệ tao thấy có loại nhân viên của trạm kiểm lâm hoặc bảy cạnh sẽ giới thiệu cho chúng ta. Rồi nha. Rồi đi đi. Đi đi, rồi đi đi. Anh quay thì tôi nhìn cho em nhiều anh người thì đưa đi lên trên đi từ trên từ dưới lên trên nghe đúng không? Đi trên rồi để chứng này kiểu đang rất là trưng ở đây ấy. Này mà đóng phim chưa mệt quá đi trên lại rồi cấm trong nước ngọt á dạ.
khi nó đã ướt rồi thì đem ngâm hẳn ở trong nước ngọt đó. Có nghĩa là đường nào cũng máy rồi thì. Giờ thì đặng đường đâu nó cũng ngấm nước biển. Tí nữa về để em hỏi nhá. Thế chắc có. Chưa đâu. Em chỉ đứng giả bộ thôi à. Chị lấy anh máy này, nè. Máy chạy chưa? Máy chạy rồi, lấy anh thắng luôn chưa? Nha. Trên trường ổn định này. Diễn. Tôi sợ quá. Ê. Em đi mở hả? Không lẽ vậy đến thinh. Chính xác kim đúc của lời chất của em. Rồi. Mình xem thấy như kim như thủy mặc. Tượng Phật. Em nhắc cái bông sứ dục xuống cho anh nha. Ủa thì đây cảnh thì phải là hoa rồi phải dựng cho qua em ngồi nha. Thôi, cái đẹp gì mày ngồi. Đẹp quá chừng luôn á. Anh mà quay không. Ủa vậy hả? Dạ. Bự cỡ này hả? Dạ không ạ. Học bao giờ cái tâm lý ấy, mình mới hiểu được. Chùm lưỡi câu ấy, móc ra từ cổ họng. Buồn như bình thường để 30 tháng 4 đúng không? À bắt đầu 30 tháng 4 rồi đó. Dạ. Nhưng mà đến bữa nay mới có hạ trần nhỏ nhỏ. Tại vì mình không đoán trước được. Dạ đúng rồi, giống nó từ bất ngờ rồi. Đúng rồi, không thấy được. Không là sang về ấy, làm á. Xong lúc mình chị... xuất thân từ chỗ mình đi đâu ai thuế nó đâu qua bên này xong là lúc là ở sau lưng tao đi gì vậy cho mỏi tay tại vì biết anh chụp góc đẹp Hồng nó mệt em biết không mấy nó đứng đây với anh mệt chưa nó không biết gì hả dưới miền Tây mới biết chứ. Có mây, có thần tiên, có hang động. Ôi trời ạ, à. Mà là trái không? Vậy nó có sinh khí. Đâu? Cái chân là bao nhiêu anh? Mấy triệu? Có một vài cái bông, cái cây nữa rồi. Tuyệt vời rồi. Vài bời đặc. Mấy chỗ trồng rau nè. Anh lát tắm biển rồi.
từ đâu chị. Mình chỉ khuyết cái phía sau này để cho chị xem. Cái này là mình tự cảm vào. Để bạch cái... khi nó đẻ nó kéo ra cho mình. Chị muốn bật cái đèn đó, chị đứng ngoài này, chị bật vào này. Chị ngồi ngoài này à? Đừng có thấy cái đầu nữa. Chờ thì em phủi bột cát cho nó quá rõ luôn. Rồi rồi. Có thẻ rồi phải không? Dạ có thẻ luôn. Anh có cần quay cái thẻ nào? À, quay luôn. Anh coi. Rồi thấy rồi. Việt Nam 409 đúng không? VN 409. Ờ. Anh quay luôn cho thằng Giang để nó chia sẻ cảm xúc đi. Cho cái bách loa và anh ấy đang lấy con rùa nó luôn. Anh ơi, lát cho em quay cảnh nhặt trứng nữa nhá. Dạ. Nước rút nào quá trời luôn á. Chỗ này chiều mình làm ốc nè. Nhớ không? Chiều thở ra ngực, đường bắt đùi luôn á. Xuống nhanh lên, chết tôi đâu.
cẩn thận đó chị. Sáng có lo bò đúng không? Vì bọn em đang chơi cuối cùng tỉnh. Chúng nó bị móp móp thì cũng được không em? À, quả nào đang bị móp hết chị? Cũng như thế là vừa viên. Nhà con với. Nhưng mà trong vòng 6 tiếng hô đầu tiên thì mình phải dí dơi về. Đầu tiên nó ngưng hoạt động và mình dí dơi. Còn sau 6 tiếng thì nó hoạt động trở lại. Khi đó nếu như mình... Rồi, mình bỏ vô gỗ. Tam giang phủ tam giang. Tiếp tục. Cứ để... Nhìn thích được. Là người dân nói chúng họ đi thuyền hả? Hai mà lớn nhất phần là con người. Như tại một sao chung nó bình thường này là tại sao người ta lại tán như một tổ 109 trứng như thế này một. Quá trời luôn đó chị. Đúng cực tốt rồi. Cái gì sáng dữ vậy? Bây giờ thì chuyện ba tay này. 2, 3, vô. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3. Ê, nó đi ngược đường rồi. Ê, sao nó vô rồi kìa? Ê, kỳ vậy? Tắt đèn, tắt đèn. Dạ, vô nè. Ngồi xuống luôn rồi, em phải hỏi nha. Hàng đêm là có nể không ạ? Dạ.
À là ở dưới nhỏ hơn ở trên đúng không? Ở dưới vườn hơn nhé. Ở dưới lớn hơn ở trên. Ở dưới bác. Đạp chứ chị. Sao không thấy cho đạp mà để cho khi mưa xuống nó chảy vào hai bên này đi. Nó không chảy thấm vào tủ.